Bảo Anh, lời khuyên thể hiện thái độ khi ekip chị đẹp đạp gió rẽ sóng đặt câu hỏi phỏng vấn. Lệ Quyên và Bảo Anh lần lượt từ chối khi ekip sản xuất Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đặt câu hỏi phỏng vấn. Tập 3 của chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sẽ lên sóng vào tối ngày 11 tháng 11 trên VTV3. Trước khi tập 3 ra mắt, ekip sản xuất tung đoạn phỏng vấn các nghệ sĩ. Trong đó, Lệ Quyên và Bảo Anh gây chú ý vì thể hiện thái độ và từ chối những câu hỏi quá sâu, quá nhiều từ ekip sản xuất. Bảo Anh chia sẻ, chị khai thác nhiều quá, nói chung là nó xuất phát từ cuộc sống. Em chỉ nói tới đó thôi. Còn Lệ Quyên thì nhẹ nhàng từ chối, chắc đủ rồi đấy. Đủ rồi, mà chị thấy đủ câu hỏi chưa? Khi ghi hình chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, 30 nghệ sĩ lần lượt thực hiện phần phỏng vấn riêng. Sau đó, ekip sản xuất sẽ cắt những đoạn phỏng vấn này để chèn vào chương trình cho thông tin thêm đa dạng. Bên cạnh đó, Lệ Quyên cũng thẳng thắn nhắc đến chuyện hẹn hò với bạn trai kém tuổi là Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên sinh năm 1981, năm nay 42 tuổi. Còn Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, năm nay 30 tuổi. Trên sóng truyền hình, Lệ Quyên bày tỏ, chỉ còn gọi một đứa sinh năm 1993 là anh được mà mọi người ơi. Mọi người cứ hào hứng với chị đại ghê, mặc dù không hẳn là như vậy. Nghe Lệ Quyên nói về chuyện hẹn hò với Lâm Bảo Châu mặc dù nam diễn viên này sinh năm 1993, Mỹ Linh ngồi phía trên nói vào, lừa Lệ Quyên dễ quá ha. Lệ Quyên đáp ngay, thật chứ, từ lúc vào đây em ngây thơ quá chị à. Hiện tại, 19, 20 chị đẹp của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã hoàn thành phần trình diễn cá nhân. Trong đó, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Thu Phương, Trang Pháp đang tạm dẫn đầu với 88 điểm. Hoàng Oanh đang tạm xếp hạng chót với 76 điểm, Diệu Nhi xếp kế Hoàng Oanh với 78 điểm. Ở tập 3 sắp lên sóng, các chị đẹp đình đám như Mỹ Linh, Quyên Linh, Yến Trang sẽ lần lượt lên sàn thi đấu. Khán giả kỳ vọng sẽ có màn trình diễn bùng nổ từ các chị đẹp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.